đồ ngu. Chào em nha. Damn boy, he's you are dead. Elephant. Jadi lu kagak tahu. Bình tĩnh lại đi bro, tại sao chúng ta không thử áp dụng giáo án Triệu Vân máy đập Bình Dương nhỉ? Nhưng mà giáo án đó nguy hiểm lắm, nhờ chúng nó tố cáo là bay uy tín ngay. Không sao đâu, cứ thử đi. Okay. Triệu Vân máy đập Bình Dương. Mày chết rồi. Bỏ nha. Laser gun. Lại bắt đầu rồi, đứng thích ăn đòn rồi đấy. Phù mời quá. Like the G. Bạn tê gắng kém. Nice. Hai hai bạn ơi, hai hai.